Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội về việc chủ động giả soát, khoanh vùng các đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo nghị quyết 42 của chính phủ. Qua giả soát bước đầu, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội xác định có khoảng 50.000 hộ nghèo, cận nghèo, hơn 88.000 người có công và hơn 182.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, theo đó dự kiến đối tượng thụ hưởng từ chính sách bảo hiểm xã hội sẽ nhận hỗ trợ trong tháng 4, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo sẽ nhận hỗ trợ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2020. Riêng nhóm lao động tự do là nhóm đối tượng khó xác định nhất nên có thể sẽ nhận được sự trợ giúp muộn hơn.